nếu anh không về trong buổi chiều nay. Em đừng buồn và âu lo quá nhé, nhớ đón con và động viên cha mẹ, bởi tổ quốc cần anh chẳng thể ngồi yên. Bao nhiêu người cũng rất muốn đoàn viên, nhưng Covid đang tràn lan đất nước, anh không thể nghĩ tình riêng mình được khi các bạn anh bạc tóc hao gầy. Ai cũng mong sao cho đất nước mỗi ngày không còn phải lo lắng thêm ca mới. Thương tổ quốc em ở nhà hãy đợi, hết dịch rồi anh sẽ lại về thôi. Sáng nay tin từ nước y xa xôi, mấy ngàn người đã không còn sợ sống. Thương Iran, muôn trái tim lay động, hơn nghìn người trong tuyệt vọng ra đi. Tây Ban Nha rồi đại lục Trung Hoa, cả thế giới chìm một màu tan tóc. Trái tim anh mong manh hồi hộp, bao nỗi lo canh canh quê. Trái tim anh chợt khóc vì thương mẹ con em, và lo cho cả ông bà, sợ dịch vô tình gây ra nỗi khổ cho quê mình, sợ bất chợt tai ương thình lình hiện đến. Ngại bao người xuống lên xây, tâm trí ngổn ngang lo người thân nhiễm Covid, sơ sẩy một giây vô phương cứu gỡ hàng xóm bờ giờ nguy hiểm vạn lần. Anh không về vì dân tộc đang cần, chào em yêu đồng đội anh đang đợi. Nếu ngày mai anh mãi xa vợ vợ, đừng khóc nghe em, anh chẳng yên lòng. Đừng thương cho chị mà trách người ta, vì bởi có câu duyên ai nấy gặp. Em gái theo chồng, em trai thành đạt, chị thấy mình đã